Bà Rịa Vũng Tàu xin kính chào cô chú anh chị. Em là Điền đây. Và hiện tại em Điền đang ở đây là ở ngay trung tâm xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cô chú anh chị. Thì đằng sau lưng của em Điền đây là mặt tiền đường bê tông rộng khoảng 5m anh chị. 5m. Và đường ô tô đi thoải mái nha anh chị. Cái hướng trước mặt cô chú chị đây là cái hướng đi ra trường học cũng như là Ủy ban Nhân dân xã Phước Tân. Thì từ đây ra đó khoảng 100m thôi là tới rồi. Tới ngay đó là cái tường đó là cái tường của trường rồi, trường học rồi. Và đằng sau trường hiểu học đó là trường học, đó là Ủy ban Nhân dân xã Phước Tân. Và cái chỗ trước mặt của chú chị đây là tới đó là một ngã ba nha anh chị. Đó, và mình rẽ bên tay tay trái này, mình đi ra Ủy ban cũng như là đi tỉnh lộ 328. Thì từ đây ra tỉnh lộ 328 thì có xíu thôi, khoảng ra tầm 200m là tới rồi. Và mình rẽ bên tay phải thì mình đi song song cái con đường đó, song song với lại đường 328 anh chị, và cũng như là cái đường khu dân cư. Thì cái hiện tại chỗ này khu dân cư quá là đông rồi, chỗ này rất đông. Cái hướng của chú anh chị đây là hiện tại là đường cục anh chị, những khu dân cư, nhưng mà tương lai á là có một cái con đường xuyên Phước Cơ, hay là được gọi là đường xuyên Phước Cơ nối dài, là sẽ có một con đường quy hoạch từ đây, từ chỗ đó băng ngoan qua xuống tới bến xe Xuyên Mộc anh chị. Đường đó rộng thì khoảng đâu đó 30 mấy mét á anh chị. Thì đường đó thay vì mình có một con đường đi 328 ngoài này thì đi qua phía khu dân cư, nhưng mà phía này mở rộng để mà mình và anh chị Sài Gòn Đồng Nai về á, có thể là đi nhanh hơn và không có dân cư đông đó. Đường đó sẽ phóng thẳng về biển Hồ Tràm luôn. Thì từ vị trí đất mình ra tới cái đường quy hoạch đó thì khoảng là mấy chục mét thôi, chưa tới 100m đâu. Đi ra tới ngoài đó là có con đường quy hoạch rồi. Cái hạ tầng giao thông á đang đẩy mạnh đẩy nhanh luôn. Thì làm đang làm dưới đường xuyên Phước Cơ, đường đi ra biển rồi, nên là những người làm hoặc là công trình ở đó là đang đẩy mạnh đó, làm xong ở đó thì mình sẽ là làm tiếp tục làm cái con đường mở rộng này anh chị. Nhưng công đang tập trung ở dưới đó hết rồi. Thì chắc chắn sang năm sẽ con đường này sẽ làm, tại vì đã bồi thường đất rồi, đã họp dân rồi, đã bồi thường tất cả rồi. Thì sang năm là sẽ khởi công anh chị. Không biết là cái con đường mặt tiền đường bê tông mình hiện tại này, không biết là tương lai có mở rộng thêm mà để tương ứng, để nó rộng rãi tương ứng với lại cái đường ngoài kia hay không, để xứng đối xứng với ngoài đường ngoài kia hay không thì không biết, em không biết. Nhưng mà hiện tại cái đường hiện tại là đã rất là rộng rồi, ô tô chạy là thoải mái rồi ha anh chị. Đây anh chị, em xin giới thiệu anh chị cái lô đất đây là có diện tích là 11m6 anh chị, từ cái vách tường này, tường nhà này đó qua tới bên vách tường bên này là 11m6, sâu là 35m5. Đất vuông vức anh chị, đầu mặt tiền 11m6 và hậu của mình là cũng 11m6 luôn. Và có sẵn 100m thổ cư anh chị, 100m thổ cư. Thì cái lô này nói về cái độ mà vuông vức thì gọi là quá vuông vức luôn, không có con số nào sai lệch hết anh chị. Và cái hiện tại cái đất mình á thì đã là rào lại tất cả rồi, rào lại tường rào và ranh giới rõ ràng ha. Và đất mình là hơi thấp so với đường tí. Nếu mà anh chị kêu xe đổ đất vô bằng phẳng là đất bao đẹp luôn anh chị. Đất đã có tường rào tất cả rồi, mình không phải bỏ ra bất cứ chi phí nào để rào kè đất hết trơn á. Bây giờ mình chỉ có việc đổ đất vào thôi. Và kế cái đất mình này có một cái nhà rất là bự, rất là đẹp luôn. Và đây cũng vậy, bên này cũng là có cái nhà rất là đẹp, có mấy cái homestay đây nè. Đây là nói chung là cái chỗ vị trí của em đây là ngay trung tâm xã. Và cái dân cư đây là em nói luôn là khu dân cư này là dân cư toàn công viên công chức, cán bộ nhà nước ở thôi anh chị. Ở đây rất là cực kỳ an ninh luôn. Và ở đây này đã có sử dụng là nước máy, nước máy và đường dây điện đã tới nơi hết rồi. Nói chung là khu dân cư mà anh chị ra tới xíu đây nè, mình đi rẽ qua tay trái nè, mình là mình tới chợ rồi, mình đi bộ cũng được, không cần phải đi xe đâu. Và trường học là bám quanh đây rồi, trường học và bách hóa xanh, anh chị cứ ra tới là không phải lo là đói, ra đó là có đồ ăn hết.
Và em cũng nói luôn, cái đất của mình á thì tại gia chủ mình đang kêu bán là 2 tỷ 850 triệu đồng hết lô này ha. Và anh chị tương lai anh chị có thể tách làm đôi cho con cái hoặc là như thế nào đó, anh chị ở một nửa còn một nửa tách cho con cái, chia cho con cái, ok đó. Và tính 2 tỷ 850 mà tính ra là khoảng là 1 mét ngang là 245 triệu, và mét vuông thì khoảng là 6 triệu 9 anh chị. Ngay trung tâm mà giá này cũng là khá là hợp lý anh chị ạ. Đây cô chú chị, trước mặt cô chú chị là em đang ở là ngay vị trí đất của mình anh chị. Đây anh chị, đây có thể thấy. Đó. Thì xung quanh mình thì có những cái villa này, khu du lịch sinh thái này. Đó. Và cái vị trí đất của mình đây anh chị. Đây. Em có thể thấy này. Vị trí của mình là ngay cái chỗ cái điểm mà khu du lịch sinh thái đó. Đây đây. Và cái mặt tiền đường mình đây anh chị. Mình đi ra đây nè là ngay trường học, trường mầm non này, ủy ban xã Phước Tân này, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì quanh đây hết nè. Chợ mình thì nằm ngay khúc này nè anh chị. Đây. Và cái đường á, cái đường mà em nói là cái đường xuyên Phước Cơ mở rộng nối dài xuống bến xe sẽ bắt đầu từ đây kéo xuống. Đây, anh chị có thể hình dung nè, từ đây kéo xuống thẳng với đường này. Đó, đường này là đi xuống biển nè anh chị, biển Hồ Tràm này. Đó. Và cái đường mình tương lai là sẽ thông thương nha anh chị. Và cái đường đó là đã họp dân và đền bù rồi anh chị, sang năm là khởi công anh chị. Đây xuống biển Hồ Tràm này. Đó. Và ra thị trấn Phước Bửu rất là gần luôn. Quốc lộ 55 này, mình sẽ giao với lại quốc lộ 55 nữa nè. Và 328 mình ra cũng rất là gần. Rồi anh chị nào mà quan tâm cái bất động sản này thì hãy liên hệ em Điền sẽ dẫn anh chị đi xem thực tế cái lô đất này. Và em xin chào và hẹn gặp lại anh chị clip sau. Nhớ đăng ký ủng hộ kênh của em ạ.